Những cách kiếm tiền trên Facebook hiệu quả nhất. 1. Bán hàng online trên Facebook. Để bắt đầu công việc này, bạn cần phải chọn ra mặt hàng phù hợp để kinh doanh. Sau đó, viết bài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm sao cho thật thu hút khách hàng và đăng lên tài khoản cá nhân hoặc các hội nhóm để khách hàng tương tác. Nếu có người quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp, họ sẽ liên hệ để đặt hàng. Như vậy, bạn đã có thêm thu nhập từ việc bán hàng. 2. Chạy quảng cáo thuê trên Facebook. Việc chạy quảng cáo thuê để kiếm tiền bằng Facebook là một phương án hay và nó đã mang lại nguồn thu nhập không hề nhỏ. Tuy nhiên, để có thể làm công việc này, bạn cần phải học một số kiến thức và kỹ năng chạy ads Facebook. 3. Dịch vụ tăng like trên Facebook. Hiện nay, dịch vụ kiếm tiền trên Facebook bằng cách này khá phổ biến bởi nhu cầu của người dùng tương đối cao. Nếu bạn làm ăn uy tín, bạn hoàn toàn có thể duy trì nghề hái ra tiền này. Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ nếu cảm thấy tin tưởng họ sẽ tự giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng khác. 4. Dịch vụ mở khóa tài khoản Facebook. Hiện nay Facebook vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc kiểm tra, rà soát tài khoản người dùng. Nếu không may tài khoản sẽ bị khóa vì một số lý do nào đó. Nếu bạn có kinh nghiệm trong việc mở khóa tài khoản, đây thực sự là một mỏ vàng cho bạn khai thác. 5. Xây dựng group, fanpage Facebook để bán. Các group, fanpage trên Facebook được đánh giá là có khả năng sinh lời cao. Do đó rất nhiều người muốn sở hữu các group, fanpage có lượt người dùng quan tâm cao để phát triển việc kinh doanh, buôn bán. Khi đã có lượt like, lượng thành viên đông đảo, bạn có thể bán group, fanpage cho các đối tượng có nhu cần mua chúng. 6. Livestream gaming trên Facebook. Nếu bạn là một game thủ, hãy tận dụng tính năng này để kiếm thêm thu nhập. Các streamer gaming càng được nhiều đơn vị, công ty quan tâm đến. Bên cạnh cách kiếm tiền Facebook bằng số lượt xem livestream, trong quá trình phát live, nếu người dùng yêu quý và ghi nhận giá trị nội dung mà bạn mang lại, họ sẽ donate cho bạn. 7. Đăng content PR trên group Facebook. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê người viết bài để quảng cáo sản phẩm của họ đến các thành viên trong group liên quan trên Facebook. 8. Viết bài tiếp thị sản phẩm bằng thương hiệu cá nhân trên FB. Để làm công việc này, bạn phải có một trang cá nhân có nhiều lượt người theo dõi, đồng nghĩa với việc bạn phải có sức ảnh hưởng trên nền tảng Facebook. Như vậy thì các bài đăng của bạn mới tiếp cận được nhiều người để tăng tương tác. Các đối tác sẽ đưa ra cho bạn các yêu cầu PR sản phẩm, dịch vụ để bạn viết bài. Nếu nội dung bạn xây dựng tốt và có lượt tương tác cao, bạn sẽ được trả một khoản thù lao kha khá. 9. Làm freelancer cho fanpage. Làm freelancer fanpage chính là công việc quản trị và chăm sóc fanpage gồm có viết và đăng bài định kỳ, chia sẻ bài viết, tăng tương tác, chạy quảng cáo ads, tối ưu nội dung, tăng lượt view livestream, chăm sóc khách hàng cho fanpage.